mới có tiền ăn Tết, thấy hết cái phiền năm ngoái mới yên vui à. Ai mang trong đầu thì buồn đầu mà đó biết đâu. Chứ lâu lâu mới ăn Tết mà. À cha. Quá. Chứ lại mà cũng nghe nhạc đi. Tại chín ba chín. 10 năm ý lộn mấy năm rồi, 4 5 năm rồi mới làm lại. Giấy lông trường. Ngày xưa là làm tập là phỏng tới đâu phỏng tới đó. Rồi. Cái lúc mà ấy vô vậy nó nóng hồng không làm. Thử không? Không thử, hỏi cái cảm giác nha. Bà há ông cứ chấm bà cho. Cảm giác là nó nóng dữ không? Thì đó nó chín cái lử thôi. Để em chạy sao không ơi? Anh sợ nha. Ồ anh sợ em quýu người luôn nha. Ôi Lâm giỏi quá. Giỏi ơi, cái gì em cũng biết hết rồi Lâm. Trời ơi. Chắc em phải hở khoa học phải nghiên cứu em nha. Nghiên cứu con người em đó. Cái gì em cũng biết hết á. Hát thơ, xiếc, diễn. Rồi gì nữa? Livestream thì số 1 rồi. Phải mổ xẻ em nha, phải mổ xẻ phân tích em nha. Anh ơi chưa gì anh ơi, hiến tặng em được anh ơi. Ôi chưa cái gì hết trơn nè. Ơi, sao vậy? Trời ơi, bị đánh cái quần rồi. Sao thấy quay vậy? MV đâu có được tiền đâu. Mà cái quần rồi, đứa nào dụ. Mà phải chi quay thấy không nói gì. Không thấy luôn. Quay hả, từ ngay nách trở lên. Ừ. Mà quẹt đâu ở dưới thoáng. Mà em nói đó, em kêu anh Tuấn là làm như vậy đi, vui lắm, vui. Không thấy vui nha, vui chưa? Vui chưa, dạ, vui chưa? Quá trời ơi, lỗ cái quần rồi em ơi, lỗ cái quần rồi. Đi qua không có tiền đúng không anh? Không tiền. Thiệt á. Nhưng mà cái quần này chắc để kho lâu lắm rồi. Công chúa thiệt đời nhìn anh kìa. Quần quần xịn đó em. Phải không? Quần xịn đó. Xịn hả? Thật sự xịn không? Xịn dữ không? Xịn dữ không? Nhưng mà cái màu này bạc rồi nè. Nói chứ quần này lấy của anh Tú á. Thì họ Tú cho hả? Không lấy. Cho có cho. Tú có mặt đẹp bao nhiêu anh mặc hèn mấy nhiêu. Không phải anh chưa lên đó, chưa đúng cái cành xếp em ơi. Phải lên đúng cành xếp cơ nó mới đẹp được. Quần này sao nó dễ cháy vậy ta? Làm những cái máy vui gì á. Cũng nhiều mà nói câu này mà đấm mấy người đó. Làm gì cho vui coi. Làm gì vui coi. Đưa tiền đi làm cho vui. Mà đưa 2 triệu làm cho bà cười. Nói chứ em đâu biết làm gì vui đâu chị. Khổ quá à. Ừ. Em đâu phải nhân viên hài đâu mà làm cái gì đâu. Cái này của em. Chiếc để đèn. Ok, biết vui không? Đốt xuồng. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Vui không? Em nói lại coi. Thôi. Ngu hay nói. Mà thưa tôi hay gì? Anh cho tôi hỏi là ngày hôm nay anh quay MV thì với không gian như thế này thì anh thấy cảm xúc như sao ạ? Tôi thấy là cảm xúc mọi người làm và Lâm làm cái MV này là không có nhiêu tiền hết á. Trời ơi anh ơi, máy nó từ đây mà nó tới tuốt cái đằng kia luôn kìa. Dàn máy bum rồi anh thấy không? Tiền bối cảnh thì không có nhiêu tiền hết. Trời ơi xuồng ghe này ê hề hề, 4 chiếc, 1 chiếc riêng của anh là bản khóm đó. Vậy đó hả? Một xuồng khóm của anh. Là mua lại của người ta đó đúng không? Là mướn đó anh. Mướn người ta đó hả? Một ngày là 7 triệu tiền khóm của anh đó. Ủa vậy đó hả? Rồi. Tôi suy nghĩ lại rồi, cái này là Lâm bỏ ra đầu tư rất là nhiều, rất là lớn nha mọi người. Nói chung là muốn cho khán giả một cái Tết có một cái sản phẩm về sản phẩm tinh thần thật là tốt cho khán giả đúng không? Ban đầu á hả, định nhẹ nhàng tinh khôi tinh khiết thôi. Nhưng mà cái dàn cá thật sự quá lớn đi. Đúng. Cho nên bây giờ mà không đầu tư thì họ sẽ có lời ra tiếng vào. Cho nên tôi dạ đã biểu dạ biểu đúng. Cho nên tôi đã bán một căn nhà cấp 4 của má tôi để lợi. Trời ơi. Để mà chơi khô máu cái MV này. Hy vọng các anh hãy nhiệt tình với tôi. Chúng tôi tới đây lúc 8 giờ, bây giờ 10 giờ chưa quay là quá nhiệt tình rồi. Quá trời nhiệt. Chúc đi anh, chúc. Anh ơi anh chúc cái gì giùm em đi. Chúc cho Lâm cái sản phẩm này của Lâm được đến với nhiều khán giả. Và đặc biệt là khán giả trên toàn thế giới luôn. Toàn thế giới luôn. Anh em, tại vì người Việt mình rất là đông. Anh Lâm quay lại. Cái con này thiệt á. Gì dạ. Đoàn mình đông quá, không chả đông quá anh nha. Trời ơi, nói chung là bây giờ người Việt mình trên toàn thế giới rất là đông. Dạ. Chưa kể chắc các nền tảng xã hội đang rất là phổ biến, cho nên là anh thấy bây giờ nhạc Việt là người nước ngoài người ta cũng thích nữa. Đúng, bữa anh ra sân bay có người gọi là India là hả, họ biết là One Day Today của mình. Đúng rồi. Thì hy vọng bà con sẽ ủng hộ hai anh em tụi tôi nha. Anh Tuấn ngày hôm nay sẽ quay phân đoạn đầu tiên, xong rồi những anh em còn lại, mọi người ơi nhớ ủng hộ MV Tết trả hết nha quý vị nha. Say.
Em gái Rít ơi. Dạ. Hồi nãy là cái phân đoạn với tôi với Kiều Minh Tuấn là nó mắc cười lắm đó. Mắc cười lắm. Hồi nãy là hả anh Tuấn bắn khớm. Xong rồi hả tôi bác... muốn phân đoạn với chị sẽ mắc ói. Mắc mắc cười và mắc ói à. Ôi em ơi em Duy mà sao mắc ói em ơi. Dạ không được, dạ không được. Rồi. Vui hơn chứ. Phải vui hơn chứ. Hồi nãy là bắn khớm giùm bắn rác được không? Sao bác... phân đoạn của em rác nhiều vậy? Trời đất ơi, sao vậy? Trời ơi, ủa sao 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 nãy anh nói là qua đây là đẹp lắm, khung cảnh là hữu tình thì đó, hồi nãy là hạ nước trong khe mà ai dè đâu, thủy triều lên rác nó tụm lợi. Trời đất ơi, đây cái da đầu của em đây, cái da đầu hả? Lát hai chị em mình sẽ đội lên bà làm vùng làm điên, đúng là kiếm làm nghề. Dạ thưa quý vị là hả những người khác là lúc nào cũng đàng hoàng trơn trọi là kép đẹp, nhưng mà đối với Rít hả là phải ráng hả làm vùng làm điên. Hai đứa là lúc nào cũng tiểu phẩm, ngay cả khán giả người ta nghe em ơi là biết vô tiểu phẩm rồi, chị ơi biết vô tiểu phẩm rồi. Nhiều khi á mọi người thấy cái hoại của bị dấp á, Lâm với Rít không có là tập trước gì trơn trọi, khi vô luôn mất luôn. Khi mà thấy hả đuối là hả tự làm thôi. Nhưng mà đợt trước thì mọi người đã khen anh Giang rất là nhiều, nói hả nhờ anh Giang mà hả khơi gợi tôi là gì, khơi tiểu phẩm. Khi mà thấy đuối là anh cười để mà mình diễn tiểu phẩm. Mà anh có diễn đâu, tụi mình diễn không mà anh được khen. Đúng rồi, sau đó mình diễn rớt miếng thì anh cười vô mặt mình. Anh cười vô mặt mình rồi khán giả cũng cười vô mặt mình. Ôi trăm dâu đổ đầu tầm em à. Ở đây sẽ có hai cây lụa tiếp tục, hai chị em mình sẽ múa tung ba tung tăng em à. Em biết cái này tại sao anh bị cháy không? Dạ tại sao vậy? Ngày xưa chị múa lửa, cái chị múa lửa mà chị tưởng chị múa lửa. Trời ơi. Bật cái nó chán queo luôn nè. Là kỷ niệm nữa đó. Kỷ niệm luôn đó nha. Trời có ơi. Có đem cái quần mà live stream 10 năm trước không? Không, cái đó này không có đem. Bữa su nha, bữa quay ở dưới An Giang đó. Đó mặt xong rồi hả bị su cà nè. Rồi hết giấm mặt luôn. Hết giấm mặt luôn. Mình có đầu lân, đầu ơ, đầu động đĩa có không? Đĩa động đĩa có luôn kìa. Rồi. Lát hai chị em mình tùng zin zin, tùng zin zin, tùng zin cắt tùng zin zin zin. Có cái kèn không, em đánh chống thổi kèn. Đánh chống thổi kèn, tò te. Em thấy bối cảnh ngày hôm nay như thế nào? Dạ, em thấy bối cảnh ngày hôm nay nắng và rác. Không nói chứ, ở trong đó quay thì rất là đẹp. Không biết là em thấy cái bối cảnh nó có hoành tráng hay không? Dạ, rất là hoành tráng. Ban đầu tôi định tính hả là tiết kiệm để quay phong xanh về chèn tiền vô. Trời ơi, làm sao mà đủ. Đúng, nhưng mà quản lý của tụi em nói hả, nếu mà hời hợt như vậy hả, thì sẽ không nhận. Cho nên tôi đã bỏ ra 200 triệu để thuê gọi là cái dàn xuồng ở đây. Oh, yeah. Để cho em diễn. Lát em diễn cho vui nha Hương. Tôi ra đây tôi thấy nắng quá. Tôi đã mất đi lực diễn của mình. Cứu tôi. Chị sẽ cứu em, nha. Dạ rồi, thôi tạm biệt mọi người. Mọi người sẽ ủng hộ MV được mang tên là Tết trả hết. Chúc mừng năm mới. Có tựa đề nữa hả? Ừ, đúng rồi. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay Lâm và con Lâm là bé Bảo Nhi sẽ quay một cái MV được mang tên là Tết trả hết. Thì đây là cái xu thế mỗi năm thì Lâm thấy ai cũng đòi tiền trước Tết hết. Cho nên Lâm ra bài này với cái mong muốn là sẽ mượn lời của Lâm để mà có thể đòi nợ giùm tất cả bà con. Hy vọng bà con sẽ ủng hộ. Thì cái MV này gồm có Bảo Lâm, Bảo Nhi và gọi là những khách mời như là Kiều Minh Tuấn, Hiếu Thứ Hai, anh Trường Giang, anh Ngô Kiến Quy, rồi hả Rít Phan. Đó, nói chung là anh em đồ hỗ trợ vui vẻ, những cái vai đáng yêu dễ thương, hy vọng người sẽ ủng hộ. Và Lâm tin chắc rằng nếu với sự yêu thương của mọi người thì MV sẽ xin top 1 trên Din. Top 1 trên Din không con? Vỗ tay. Dạ mong nhãn hàng đồ gọi là có bút bé Nhi thì hả bút bé Nhi đi, bởi vì bé Nhi dạo gần đây nó diễn mắc cười lắm. Đúng không? Ok. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.